cá ở trên này thì nó rất là ngon. Ở đây mình nuôi cá ở trên sông thì nước cái nguồn nước nó tốt, cho nên là cá ở đây nó không có cái mùi rong mùi bùn như là ở. Đây là làm như chắc là từ cá luôn. Đúng rồi. Chú mình giới thiệu chú là chú tên gì hết chú? Tôi tên là Lý Văn Bon. Dạ. Tên thường gọi là Bảy Bon. Dạ. Ở đây là khu vực 1 Cồn Sơn, phường Bửu Nghĩa, thành phố Cần Thơ. Thì dạ, mình ở đây là nuôi cá ở đây là 20 năm rồi, 21 năm rồi. Nhưng mà cách đây 20 năm á, thì nơi đây là một cái trung tâm thực nghiệm của người nước ngoài. Ở nơi đây ngày xưa là có Philip Caco ở đây. Ông đó là người cho đẻ con cá tra đầu tiên của Việt Nam ở đây. Rồi ông Philip Saren là con của David Berksen, viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang. Ông này cũng ở đây cả chục năm. Và ông này là ở đây là chuyên dạy cho bà con là đừng nên ăn cá thiên nhiên, nên ăn những con gì mình nuôi, mình kiểm soát được cái nguồn nước, con giống nó ăn cái gì. Còn cá thiên nhiên nó đi tùm lum hết, tức là mình không kiểm soát được, nên để con đó để là bảo tồn. Rồi ông đó thì ổng ở đây thì ổng là khuyến khích bà con là nuôi cá. Đây có nhiều người nuôi thì mới có cái số lượng lớn mới xuất khẩu được. Và cũng là ông này cũng là người rủ mình đi làm cái nghề này. Ông này là ổng nói thế giới này chỉ có một dòng sông Mekong thôi. Nếu mà mày nuôi cá cơ hội làm giàu không cần phải đến nước nào, Việt Nam là số 1. Tao từ bên Pháp mà tao còn qua đây nghiên cứu này. Bởi vì là dân ngày càng đông, cá mà không nuôi đầy càng ngày càng hết luôn, người ta bắt tận diệt luôn. Cho nên ổng nói là tới đây người ta nuôi cá ở ngoài biển không còn để mà đánh bắt nữa, phải nuôi mới có. Cho nên ông này là ổng đi trước thời đại đó. Mình cũng là rất là thích, cho nên mình mới quay lại làm cái nghề này với ổng. Ngày xưa là mình đầu tiên là mình cũng là công tác cho nhà nước, mà đam mê là mình có quay lại đây. Trước chú làm ở đâu hả chú? Trước mình ở cục hải quan. Dạ. Cho nên là ở đây là mình nuôi cá thác lát này là chính đây. Kênh Hai Lối Vườn thì hôm nay chủ nhật Hai Lối Vườn cùng anh chị em Ocean Băng đi tham quan Cồn Sơn, và đây là bến phà Cô Bắc. Kính thưa quý vị, đây là chiếc tàu nhỏ để đưa đón khách qua tham quan Cồn Sơn. Đây là một bến nhỏ kế bên bến phà Cô Bắc. Đây trước mặt quý vị là đây là bến phà Cô Bắc. Còn quý vị nào muốn đi Cồn Sơn thì ghé bến kế bên bến phà Cô Bắc, là cái bến nhỏ nơi đeo đậu của những chiếc thuyền nhỏ, chiếc tàu nhỏ để đi tới đâu thì chúng không thấy có nhiều việc tham quan. Bây giờ xuất cái điểm nào thì bên này tụi em có bè cá nè, bè cá thì mình sẽ xem riêng thôi. Bọn chị sẽ đi thì thứ nhất là đi những điểm nào mà đặc trưng, và thứ hai là để có cái tờ về tầm khoảng mấy giờ là ăn cơm. Không quan trọng là mình giả phòng khách sạn trước 12 giờ thôi. Như tầm khoảng. Thế là mình có dùng cơm ở dưới không ạ? Ăn cơm đâu Lý? Không dùng bữa trưa mai. Mình về đây, không dùng bữa trưa, tham quan thôi. Nếu tham quan ấy, thì mình đi vào đây tới giờ đó là duy nhất để một cái bằng. Như có bè cá, một trái cây. Dạ,
Nhưng mà mình bây giờ mình ghé, bây giờ mình ghé bày cá mình xong mình thanh toán hả? Hay là em thanh toán cuối buổi á. À. À, em sẽ ghi cái bill cho mình xong rồi mình sẽ ký xác nhận với em rồi. Trên đường đi là em thanh toán hết. Từ năm 2000 tới bây giờ rồi, tầm phải được 21 năm rồi. Cái này là 21 năm rồi. Dạ, đúng rồi. Có cái chỗ này kia.
đâu đi ăn gì ngon. Dạ đúng rồi, ở đây người ta chia là mới khô lận hả? Xung quanh là đều có là hai lớp lưới. Wow. Ở đây lúc trước này người ta chủ thời gian mà ăn đêm thôi, trong ngày thì nó chỉ lên tầm khoảng là 30% lượng cá này thôi. Dạ. Ngoài cá này ra thì chú không biết sao là chú có nuôi cá heo lúc nào, nhưng mà do là đang là ban đêm nên không có xem được đó. Cá heo lạ nhở. Thế thì cứ nghe bây giờ là không gì mà không có. Dạ cá này nhiều người nói là có thể ăn được nhưng mà do cái màu da nó không đẹp đúng không? Thì nhưng mà chủ yếu người ta nuôi làm kiểu là nhiều thôi. Ở đây thì chú nuôi tập thể hết. Quê mình là tỉ hết anh Long ạ. Cái này nó cứ nướng lên làm chả cầy. Chị mận sao người ta lại nướng lên là đen hết. Dạ tại vì do Linh ơi, cho bạn chị cho bạn chị chụp ảnh ở đây nhá. Mình cầm điện thoại ở đây hơi hãi bởi vì nó rồi rồi ở đây nó mấy cái đồ đó. Đây 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 rồi. Đại gia cũng còn thơ hả? Dạ. Trong cái mắt của nó xả như cái đèn đấy. Dạ, mắt nó cũng tinh luôn nha. Ủa, nhìn đẹp không? Dạ. Ăn gì thế? Dạ, dưới à. Cái con cá này có tên là cá bê rổ. À, nhiều người ta biết gọi là cá mang rổ. Đặc tính săn mồi của nó mà tự nhiên là sẽ nhận nước trong họng, nó tạo ra những cái viên đạn. Nó bắn nước lên cho mồi nó rớt xuống. Ở đây thì nó ăn đậu cọc vừa tầm miệng của nó thôi. Ở đây thì em sẽ cho mọi lượng dưới cơm. Và cái con mắt đó anh chị nhìn kỹ nha, nó cực kỳ đi luôn. Chỉ cần để xuống nhẹ nó ngoài. Ôi nó bắn kìa. Ôi nó bắn kìa. Không, nó bắn nước đấy chứ. Dạ. Và độ chính xác của nó là tới 99%. Chị nào mình thử không? Mình thử đi, mình cảm nhận. Cẩn thận nó bắn mặt đấy nhé. Cầm cho khéo gì thảo. Dạ. Không rồi chị cứ để nó bắn mặt đấy. Dưới vậy nè. Để xuống. Đấy, con này nó bắn hết. Đấy, siêu hết. Rồi đó. Dạ, con này là... Chị Thảo ơi, em quay lại nào. Chị Thảo. Chị Thảo, này cho Thảo. Nhìn nè. Dạ không, anh nó chú ý là nó nằm
lên được không? Và cái con cá này á, người ta hay gọi là cá trung tình, tại vì khi mà nhìn đâu nó đẻ lòi mình lên nó sẽ bắt cặp với nhau, và nó bắt cặp với nhau nó sống sầu nhá, nó bắt cặp với hai con đó nó sẽ lộn hòn nha. Em cái mục đích cá bắn lên là sao em? Nó dạ, nó đòi ăn hay gì? Đòi ăn mồi dạ, hay gì? Đúng rồi ạ, à, tại vì ở ngoài tự nhiên là cái đó nó ăn mồi của nó là như vậy. Quên à, không quen nút cái đó. Rồi tự nhiên là nó bắn một phát là nó gớt rồi, để đem cầm để cho anh xem thôi. À. Dạ. Mấy con này á thường nó sống ở dưới sông ở đây của mình rất là nhiều. Cá mè rổ. Anh biết à, nhỏ nhỏ anh biết. Con này nó còn to lên nữa không em? Dạ tầm khoảng 3 ngón tay là hết cỡ rồi. Tức là nó chỉ đến thế thôi. Dạ đúng rồi. Nếu mà nó anh nghĩ đi, nếu mà nó lớn lên nữa nó có thể bắn được tới cái gì. Thế anh giơ tay này là có bắn không? Không anh nha. Anh cứ để xuống đi, anh để từ sáng tới chiều nó vẫn không bắn nè. Ở đây, ở đây. Nếu mà mình để gần quá nó có thể nhảy lên nó ăn được luôn á. Ừ, đây. Ôi, kinh kinh. Quay đi. Khỏe đó nhờ. Đi. Xinh nhỉ, hay nhỉ. Xinh nhờ. Con này, mấy con này khỏe nhờ. Nhớ rồi, nhớ rồi. Nhớ rồi. Rồi, hết rồi đó anh. Ôi, xong rồi đây, ăn rồi. Rồi, dính luôn. Hết rồi đó anh. Cái này câu lõi nhà dễ hết nhỉ. Câu lõi như kiểu là em ăn đấy. Nhưng mà tại vì ở đây á, tụi em đã tập nó dạng rồi đó, chứ nếu à, ngoài dạ, tự nhiên á mình muốn bắt nó hơi bị khó nha. Ừ. Này em để từ sáng tới chiều nó vẫn không bắn nè. Dạ. Đấy, đấy, nó nhìn cơ. Nó nhìn coi nó có mò hay không, nó bắn á. Khôn á. Khôn nhỉ. Khôn ghê. Không bắn nhỉ. Ừ, không bắn luôn. Cái này cầm cái gì? Không dễ. Con dế à. Nó cầm cái khác có được. Anh cầm cái khác thử rồi. Cầm quả roi thôi nè. Thả rồi nó có bắn nước không? Dạ không anh. Cái này cái gì em? Dạ cái con cá nó đuôi hồng hồng đó là cá hồng vĩ. Dạ. Bây giờ thì nó tầm khoảng 30 mấy ký rồi đó nha anh chị. Cá hồng vĩ. Dạ. Bao nhiêu ký? Dạ 30 mấy ký rồi đó. Ôi, dạ đúng rồi ạ. Tại do cái phần hộp xương sọ của nó nó chiếm 50% cái trọng lượng của nó luôn rồi. Và cái con này còn nhỏ là một màu vàng nha, nhưng mà khi lớn lên thì nó sẽ chuyển sang thành ba màu như thế này đây. Ui đẹp nhỉ. Và cái con cá này cá khô đó 18 ký. 18 ký đó chị. Dạ. Bây giờ giá ngoài thị trường hơn nhiều. Dạ. Tại vì là nó cũng thấy là kích cỡ nó nhỏ hơn đúng không? Nhưng mà nó nặng hơn con này dữ lắm. Và cái con cá đen hồ lùa này là con cá hô như hồi nãy chú nói à. Ở đây thì trên 10 ký là chú sẽ bán là 450.000 một ký, mà dưới 10 ký là chú sẽ bán 300.000. Cá này á là dân ở đây trước đây người ta bắt được con 300-400 ký luôn. Ôi rồi thế thì lớn quá người ta gọi nó là thủy quái trên sông. Mà chứ không phải là đang đây 3-4 năm nó là vẫn là danh sách đỏ. Giờ này thì nuôi được rồi cho nên nó là bây giờ mình cũng có nuôi số lượng nhiều nhưng mà bỏ ra vài con để cho khách xem thôi. Ui nghe, nó có thể lên đến bao nhiêu cân cơ chú ơi? Không phải, con cá này là mỗi có nhiều loại cá trong này, nó có hàng chục loại cá để ra để cho quý vị coi những con cá trên sông Mekong. Nó phong phú như thế thôi. Cái còn cá hô là không phải là cá con. Bao nhiêu lâu thì nó sẽ to bằng như này ạ? Sao? Con cá hô ấy à, mất bao nhiêu lâu thì nó sẽ to được như thế này? Con cá hô là người ta chưa tính được cái thời gian nó sống là bao lâu và chưa biết là cái trọng lượng lớn nhất là bao lớn, mà là người ta ở đây là người ta bắt được con vài trăm ký thôi. Chứ còn là nói là tới cái thời gian nào đó thì chưa. 300 ký thì nó lớp người. Không, con cá này là ăn chay, chỉ ăn rong rêu thôi chứ nó không có ăn thịt người hay là ăn cá khác. Người ta nói cá lớn ăn cá bé nhưng cá này là không. Cái này nếu mà cái này tầm này hấp hành à? Cái này á thì cũng giống giống không thấy là nướng như thịt tòi á nó cũng ngon nè, hay là hấp là cái phần quẩy của nó là không?
Nhanh nào, nhanh nào một. Thấy thấy cái chân của chị Thơ, chị Dung. Được rồi, lắm này nè, một nè. Vẫn còn dính. À 1 2 3. Rồi. Dạ cá này ở đây là do chủ bè có thể nhân giống được luôn đó chị, anh chị, nên là ở đây là nó mang F2 F3 rồi, nên là 1 kg là chỉ 400 ngàn 1 kg thôi. Wow, đẹp quá. Không sợ đâu chị. Không sao chị ơi. Đấy, em nói cái này cái gì? Sợ mà mình ngã thôi. Em nói cái này nãy cái gì? Dạ cá coi á. Cá coi. Mình thấy trong mấy quán cà phê á, nhưng mà cái loại này nó gắn mát Việt Nam mà. Chị không dám sao xuống vì chân chị buồn. 1 2 3. 1 2 3. Rồi. Để xuống lại đi chị. Để xuống lại đi. Rồi. Của chị xong chưa? Đã xong rồi. Dạ không, cái này trọng lượng 2 người. Không chị ơi, ngoài đây chỉ tầm khoảng 3 mét thôi, chưa tới 5 mét chị. Không sao, nó ở giữa có cây sắt mà. Dạ. Cái này em chéo lưới đi là được. 2 mét rồi. Rồi chậm mấy. Buồn sao đâu thải. Cái nãy chân yên ở dưới á. Để xe tự lại. Rồi anh Long nhìn nè, anh Long ơi, anh Long nhìn nào. 1 2 3. Rồi. À chị Thảo. Ở đây á mình nhìn kỹ nha, thấy có mấy con cá điêu hồng đó bên ngoài, phía bên ngoài á, tại vì á nhiều khi á những cái này cắt câu quá nè, em tụi em cho nó ăn á, nó ăn hết nổi á, mà con cá thì nó tự tử hết, nên là hơi tảo đào con đó ô nhiễm nguồn nước. Cái này mình bắt con này. Dạ. Dạ cái này tầm khoảng 5-6 con một ký vậy. Nếu mình mua 1 ký á mình sẽ lời đó. Nhưng mà ở trong này người ta có ăn cá này không? Dạ 450 ngàn một ký. Ăn bình thường. Dạ nếu mà vẫn ăn nhưng mà người ta sẽ không ăn, tại vì đó là người ta bỏ tiền ra, giá trị nó cao nhưng mà thịt nó không có ngon. Mà chủ yếu là người ta làm cảnh thôi. Mua cá là kiếm cảnh. Nếu nó chết ăn thôi. Rồi chị Thảo nhìn đây luôn. 1 2 3 2 3. Rồi. Chị bình thường là người ta sẽ bán theo con, tại do là nó vùng chủng của cá. Nhưng mà đây là
lấy mì đâu chứ. Đâu, cá coi chứ anh. Dạ, cá chép coi à. Cá chép coi, không phải là cái, không phải là lông coi hả? Cá chép màu rồi mà. Còn nếu là giờ là người ta sẽ tính cho con nha. Con thì giá trị nó đẹp, xấu rồi nhỏ, là cái màu không ạ. Ở đây thì chú bán ra hàng ngày. Ở đây là chú phải nhân chấu rồi, bây giờ hiện tại là khoảng tầm 3 bèo rồi đó. Xong rồi sẽ di chuyển qua bè lớn luôn nha. Một, hai, ba, hai, ba, rồi. Bịch hộp khăn giấy. Dạ anh chị mình ngồi đi ạ. Giấy khô này, giấy ướt này. Rồi. Đi ra cho chị xin chỗ ảnh nhá. Chị Dung thử miếng chả cá chị Dung. Ngân lông phải không? Người ta gọi là lông ngân á. Trước anh có nuôi là cá lông ngân. Này thì nó rất là ngon. Ở đây mình nuôi cá trên sông là nước, cái nguồn nước nó tốt. Cho nên là cá ở đây nó không có cái mùi rong mùi bùng như là ở. Đây là làm nguyên chất là từ cá đúng rồi. Chú mình giới thiệu chú là chú tên gì hết chú? Tôi tên là Lý Văn Bon. Tên thường gọi là Bảy Bon. Ở đây là khu vực 1 Cồn Sơn, phường Bửu Nghĩa, thành phố Cần Thơ. Thì mình ở đây là nuôi cá ở đây là 20 năm rồi, 21 năm rồi. Nhưng mà cách đây 20 năm thì nơi đây là một cái trung tâm thực nghiệm của người nước ngoài. Ở nơi đây ngày xưa là có Philip Caco ở đây. Ông đó là người cho đẻ con cá tra đầu tiên của Việt Nam.
ở đây. Rồi ông Philip Saren là con của David Bergsen, viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang. Ông này cũng ở đây cả chục năm. Và ông này là ở đây là chuyên dạy cho bà con là đừng nên ăn cá thiên nhiên, nên ăn những con gì mình nuôi, mình kiểm soát được cái nguồn nước, con giống nó ăn cái gì. Còn cá thiên nhiên nó đi tùm lum hết, tức là mình không kiểm soát được, nên để con đó để là bảo tồn. Rồi ông đó thì ổng ở đây thì ổng là khuyến khích bà con là nuôi cá. Tại có nhiều người nuôi thì mới có cái số lượng lớn mới xuất khẩu được. Và cũng là ông này cũng là người rủ mình đi làm cái nghề này. Ông này là ổng nói thế giới này chỉ có một dòng sông Mekong thôi. Nếu mà mày nuôi cá cơ hội làm giàu không cần phải đến nước nào, Việt Nam là số 1. Tao từ bên Pháp mà tao còn qua đây nghiên cứu này. Bởi vì là dân ngày càng đông, cá mà không nuôi đầy càng ngày càng hết luôn, người ta bắt mà bắt tận diệt luôn. Cho nên ổng nói là tới đây người ta nuôi cá ở ngoài biển không còn để mà đánh bắt nữa, phải nuôi mới có. Cho nên ông này là ổng đi trước thời đại luôn. Mình cũng là rất là thích, cho nên mình mới quay lại làm cái nghề này với ổng. Ngày xưa là mình đầu tiên là mình cũng là công tác cho nhà nước, mà đam mê là mình có quay lại đây. Trước chú làm ở đâu hả chú? Trước mình ở cục hải quan. Dạ. Yeah. Nên là ở đây là mình nuôi cá thác lát này là chính đây. Mà ngoài cá thác lát ra thì mình còn là nuôi và bảo tồn khoảng mười mấy loài cá nữa. Thì mỗi lần thì không có để hình ảnh gì đâu, nhưng mà sau này thì mình làm du lịch rồi bắt đầu là cái phòng văn hóa của người Bình Thủy này, người ta yêu cầu là để là in những cái ảnh con cá đó lên để cho khách tham quan, tại có nhiều con mà khách chưa xem được. Có thể mình đó là đò chưa tới, mình có thể vậy giới thiệu vài con để cho quý vị là tham quan ha. Dạ. Nè cả đây á. Thì trước đây thì chỉ có cho sinh viên thực tập thôi, chứ còn nhưng mà mới có làm du lịch đây thôi. Thì ở đây là con cá heo. Con cá này mình có nuôi hàng chục tấn. Nhưng mà con cá này là nó ngủ, nó nằm ngửa. Và ở trên cái đầu nó có hai cái nanh rất là sắc bén. Mình đụng vô là nó đâm chảy máu liền, mà mình lặn xuống dưới bè á, nghe nó kêu ồn 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 như con heo luôn. Người ta gọi nó là cá nanh heo. Đấy, còn cá này cá leo. Con cá này thì có trên sông này rất là nhiều, nhưng mà giờ này người ta ăn không còn. Thì bây giờ này chắc có lẽ là ở Cần Thơ chắc có mình nuôi đây, chứ không có ai là có con cá này. Nó là họ cá kết, cá chèn. Cá này là cá ngon, thơm. Nó mà con cá này thì nó ăn những cái mồi cá khác rất là dữ. Cho nên nó là người ta nuôi không có lợi. Tại vì là còn mình ở đây là đối với mình thì mình có cái xưởng chế biến, hàng ngày mình cạo ra cái chả cá, cái da cá, đầu cá, xương cá mình bỏ vô cho nó ăn, cho nên mình mới có cái điều kiện để nuôi nó thôi. Thì con cá này á ăn ngon nhất là cái bộ trứng nó pha lạc nước dừa, đồng thời là cái mình nó mà nấu canh chua mà nấu với cái trái bành hết sảy luôn. Hôm nay nó kiểu như ta trơn ấy, đúng rồi, cá nhìn trơn mà người ta nó ở dưới gốc cây gì là nấu với cái trái đó nó ngon. Mà người Việt Nam mình là gốc bần nông, cho nên mình nấu cái trái bần nó ngon. Chứ ai đi qua Campuchia là người ta nấu bằng cái trái gì phải không? Nấu bằng trái me, lá me làm chua, bởi vì nó họ là gốc có me, đúng không? Còn ai đi qua Thái Lan là họ không nấu cái me nữa, mà nấu bằng trái cóc, đúng là chua, bởi vì họ là dân Bangkok, đúng không? Để nhớ nhỉ. Rồi. Ở đây là con cá mi rổ, con cá này nãy giờ quý vị có xem này, nó con cá này đại tài. Nó là một trong những con cá mà săn hồi độc đáo nhất ở trên sông này. Và con cá này á, nó cũng là lẻ nhất trên sông này. Đồng thời á, con cá này á, là thường á là nó bằng cái hạt gạo là nó đã đi chung thành cặp thành đôi. Đó. Mà mình vớt được một con mình bỏ vô đây nuôi, còn một con nó lội nó kiếm, vài tháng sau nó còn đi kiếm. Do như vậy người ta còn gọi nó cái tên là cá chung thủy là đúng rồi. Mà mình kéo mình bỏ vô được nó gặp nó mình quý quýt luôn.
nhưng mà con cá này nó đẻ ra cái trứng, nó nổi trên mặt nước, nó trôi đi. Con cá đực thấy cái trứng đó là của tinh vô, thụ tinh, rồi nó trôi tới đâu nó nở tới đó. Cho nên người ta nói con cá này nó chung thủy, ăn chung, ngủ chung, đi chung, nằm chung, cái gì cũng chung. Nhưng mà đẻ con ai xét ADN là chưa chắc gì con chung. Cho mình nghe cái này có cái gì. Cá này ngoài Bắc có, cá này gọi là cá trống ngoài Bắc. Nhưng mà con cá này là người Trung Quốc ta gọi là con sâm nước. Ăn rất là bổ, mỗi một tháng người ta phải cho con người ta ăn một lần để cho nó có nhiều dinh dưỡng, chống còi xương đó. Mà là con cá này là ở ngoài thiên nhiên á, nó có bầu mà nó đẻ không được là nó chết. Nhưng mà nó đẻ được là nó nhờ con cá đực quấn tròn vô mình đó, rồi nó mới vuốt đi cái chức đó, thì con cá đực nó mới thụ tinh được. Cho nên đó là, nhưng mà con cá này nó đẻ ra lần thứ nhất, lần thứ hai là nó hết thai buồng trứng, nó là nó đực. Nó đực là mình lấy tinh đó mình thụ cho con cá khác luôn được đó. Mà là mình nó quy lợi một thời gian, bắt đầu nó cái trở lại, cái trở lại. Nhưng mà cái trở lại rồi là tới khoảng chừng nửa ký rồi đó là bắt đầu nó đẻ lần cuối rồi, bắt đầu nó được luôn đó. Cho nên con cá này là nó rất là độc đáo. Rồi đây là con cá trà sóc. Con cá này là nãy giờ cá hô thì mình có xem rồi. Con cá trà sóc của cá này là da chất đỏ, cá bằng gạch tây. Con cá này là được Viện Nghiên cứu Thủy sản cho phép mình nuôi để bảo tồn. Cá này là cá bằng gạch, cá này sức lớn tới hàng trăm ký một con. Còn ai nuôi bè như mình cũng phải có một bè cá dồi đếm, để khi con cá khác chết mình bỏ vô cho con cá này nó ăn. Con cá này là thay vì mình đi chôn mình bỏ thì nó bị ô nhiễm, nó là cái nghĩa địa để chôn hết. Còn đây là con cá ép mình nuôi chung, khi cái lồng nó bị đóng rong đóng riêu là con cá này nó làm vệ sinh rất là sạch. Nuôi đúng rồi, nuôi mà càng là ẩu con cá này càng mau lớn, mà nuôi kỹ quá là cá này đậm lên. Con cá này là con cá he, con cá này nuôi chung, con cá này luôn luôn lộ phía sau con cá khác, khi cá khác đi thân hay là cá này nó ăn. Cho nên đó là ngày xưa người ta không biết, người ta nuôi riêng. Bây giờ mình nuôi chung thì khi mà nó con cá nó vừa mau lớn mà nó không tốn thức ăn, mà nó vừa là làm vệ sinh cho nó sạch môi trường nữa, mà nó ít bệnh nữa. Rất là hay. Còn đây là cái cá bầy, cá này mình cũng có nuôi. Nhưng mà con cá này là nó sinh ra ở cái vùng này, nó lớn lên di chuyển hai bên bờ sông, nó ăn cái trái bầy. Người ta gọi nó là cá bầy. Nhưng mà khi có 3-4 ký cho lên nó di chuyển hết lên sông Ngầm Nao qua biển hồ luôn. Ở bên đó là người ta bắt lên, người ta thấy cái mình nó bông bông sáng sáng, nó chói chói buổi trưa nắng, nó giống như cái bông cây lao vậy. Người ta gọi nó là cá bông lao. Cho nên cũng một con cá này, nhưng mà dân An Giang chở lên Sài Gòn bán, ta gọi là cá bông lao. Nhưng mà dân Trà Vinh, Sóc Trăng chở lên Sài Gòn bán, ta gọi là cá bầy. Cần Thơ thì nửa này nửa kia. Dưới đây là khu vực này là khu vực sông Hậu à? Ở đây là sông Mekong, nhưng mà cái đoạn nào thì nó là kêu cái tỉnh đó. Ví dụ như ở Cần Thơ ta kêu bằng sông Hậu, còn là ở dưới, ở trên An Giang thì ta kêu sông Dầm Nao, còn ra xuống dưới dưới Đại Ngãi dưới ta kêu bằng sông Thủ Long. Tại vì ngày xưa là nó là tỉnh Thủ Long, là hệ thống sông Mekong mà. Đúng rồi. Cả hô thì là trong sách đỏ đấy. Tại thì cũng vậy nữa, là cách đây là mấy năm là nó đã mất trong môi trường, nó không còn. Con này là quý hiếm nhất. Đúng là quý hiếm. Con cá này cũng vậy đó, sắp tới đây là đó cũng là quý hiếm. Mà hiện nay là nó bị mất đi hàng loạt cá quý hiếm, hàng vài chục loại chứ không phải là ít. Nó không còn ở trên sông Mekong nữa. Quý nhỉ. Bây giờ muốn kiếm những con này bây giờ phải qua tới biển hồ. Sông cá hô này nó phải là 400-500 một cân đúng không? Cá hô 450.000 một ký. Giá tại bè. Còn vô nhà hàng khách sạn là cá trăm. Ê cá triệu. Quý nhỉ. Dạ. Ôi dạ chào chú. Dạ. Thế là công tác của cục hải quan. Tôi cục hải quan. Hả? Tôi là thị trưởng cục hải quan à? Không có, tôi là nhân viên thôi. Dạ cảm ơn chú đã giới thiệu rất nhiệt tình. Dạ. Dạ. Rồi, xin chào chú. Ở đâu, từ đâu đến? Bên anh em Hà Nội vào. Dạ. Còn bên con là đơn vị Ocean Bank. Ocean Bank. Ngân hàng Đại Dương đó chú. À, dạ. Dạ. Dẫn anh em đi tham quan chơi rồi. Dạ. Rồi cảm ơn chú. Rồi chắc chị và mời anh em đi vô chỗ này để
Đầu tiên là tham gia vườn này trước em. Dạ. Tham gia tham quan vườn này trước. Dạ sao anh? Đầu tiên giờ mình qua bển là mình tham quan vườn này trước. Dạ, mình có vườn nhãn à. Vườn nhãn. Hiện tại thì bên đây chỉ có một vườn duy nhất thôi à. Là bây giờ là chỉ có một vườn nhãn thôi. À. Còn phải một tháng nữa thì mới có vườn chính luôn. Vườn mận này kia rồi, vườn mận vườn sữa có không? À. Đi câu đi làm một người nhiêu em? Một người là 50 ngàn một ngày. Mình đem theo cần, đem theo mồi. Người ta chỉ cho mình 4 chỗ câu thôi. À. Gần như nó chỉ có ở Hà Nam. Quê này nó chỉ có này. Lúc bé ấm.